Còn đau không đau thì vẫn đâu ấy thì nó đau hôm đầu tiên là uống nó chưa quen nó không ảnh hưởng dạ dày đâu thuốc này nó không ảnh hưởng dạ dày của có vấn đề đấy ạ, không phải là không đâu. Là cổ này là người ra sau tương đường khó này, hãy tự ngửa đi ạ, tự nhiên phải, không ngửa ngược mà ngửa được thì mới tốt. Ông bà về sau nhá. Bà nhá. Nó làm nhá. Nhá, về là nó đau đấy nhá. Hôm nay về. Nè, thế à, nó lại bán hết rồi.